còn có 4 sổ trong một dọc 20 lô này, đã bán hết 16 lô rồi, chủ gần Tết xả luôn, giá thấp hơn lúc trước bán. Bây giờ á là mặt đường là bê tông như vậy. Ngay cái xóm khu dân cư nhà nhìn qua có một cái biệt thự cao 2 lầu kia nóc thái. Ở đây là nhà cửa người ta, mấy đứa nít chạy vòng vòng nhờ cái tận dụng cái con đường bê tông này của mình á, rất là rộng rãi. Thì nguyên một cái dọc đường này cấm cọc phân lô hết trơn ha. Ở đây vô hết trên một mặt đường này luôn, 20 lô. Thì bây giờ còn lô số 1, giá 69 triệu mét ngang, tính ba mấy mét thôi, mặc dù nó ở đây là 40. Ở giữa đó là có 39 triệu một mét ngang, có một cái lô 12 là giá rẻ, là ngang 18 nhân ra có 690 triệu cho một cái lô mặt đường như vậy. Không biết anh chị mình nghĩ là chỗ này, ấp Cày Xiên, xã Đồng Khởi, Châu Thành, Tây Ninh đó, thì giá này có được hay không. Cái lô đó là 1 + 2, tức là 1.200 m², 690 triệu. Cái tiếp theo nó là 1 + 7, đó là cái số 13. Còn cái 20 cuối cùng đó, nó có mặt kinh. Mặt kinh là mặt đường này luôn, nó nói là kinh vậy thôi chứ thật ra cống hợp nó như vậy nè anh chị đó. Ghi trên sổ là ghi bờ kinh chứ thật ra nó vậy thôi, còn ngoài xe hơi mình chạy thoải mái. Bởi vì cái nhiều khi cái thông tin anh chị mình coi cái sổ thử nha, trên sổ á lại ghi nè bờ kinh ha, tên có tên đàng hoàng, ngang 18 nè, miếng này nè. Bây giờ thì Nguyễn Duy sẽ cho flycam này cắt cánh bay lên, anh chị mình nhìn những cái nhà xung quanh, nhìn lô đất của mình luôn nha. Cái lô đầu tiên 69 triệu mét, hai lô giữa mặt đường này á là 39 triệu, còn lô cuối cùng hai mặt tiền cũng mặt kia kinh nữa là 45 triệu mét ngang. Thì tùy anh chị chọn, cái diện tích nó linh hoạt. Nhưng tóm lại review cái lô đầu tiên cho anh chị là cạnh này 40, cạnh kia cũng 40, mà 40 kia mặt đường nhựa, mặt đường này bê tông. Bây giờ bước ra ngay cái cua này, nói chung là cái này container chạy cũng được. Hồi nãy có chiếc container bự chạy đường này rồi, đây nè, nguyên cái đường nhựa này chạy ngang qua chỗ này luôn. Tức là cái hướng này đi ra ngoài Châu Thành, hướng này đi thành phố Tây Ninh, đi hướng này đi anh chị, chạy ở đây cái déo ra đường Trần Nhân Tà này gần dữ lắm, ra chợ đụng ngoài đó thành phố. Thì đây là mặt đường nhựa nè, nhìn vô thì cái lô đất nằm đây nè, 40 mét, cấm cọc hết rồi. Đằng kia cũng cấm cọc 40, đây cạnh kia cũng 40. Hai mặt đường này 69 triệu, vô trong kia còn có 39 triệu mét, mặt đường bê tông nãy cũng như đó. Ai nhiều tiền thì chọn ngoài luôn, còn có 4 lô à. Anh chị mình liên hệ với anh Phát á là chính chủ. Cái số điện thoại của anh Phát thì hiện trên màn hình. Cái khu vực này sát bên khu dân cư, ra hướng nào cũng gần, mà xe mình chạy không dính miếng sình nào hết. Thì anh chị mình nghĩ coi, đất có hiện trạng là đất lúa, nhưng mà cái quan điểm là đầu tư có một lô đất cắm dùi mà giá tầm mấy trăm triệu, thì nó là cái lô số 12 nằm ngay chính giữa giữa đó. Ở dưới kia thì có một anh cũng đã cất cái nhà lên cái lô số 17, 18, 19 gì đó, và cái chỗ cái xe hơi đậu đó, đó chính là cái lô đó. Thì anh đó anh ở tạm để anh giữ đất, anh canh tác gì đó. Còn ngoài ra thì đây là nguyên cái xóm nhà dân cư này hiện hữu. Đường này thì người ta chạy thông thương ra, hàng ngày bà con vẫn sinh hoạt đây. Có cái nhà này thì hơi lớn một chút, đậu xe hơi thì thoải mái anh chị, xe loại tải gì cũng vô đây được hết á. Đất mà giá đó, mà khu vực là giáp ranh với thành phố Tây Ninh, thì anh chị mình nghĩ coi có đầu tư được hay không cái mùa này. Bởi vậy còn có 4 lô cuối cùng, thì đằng nào cũng vậy, có 4 cái anh chị mình chọn cái nào cũng được nha. Nguyễn Duy á đi làm tận nơi như vậy, ở trên hệ thống kênh mạng xã hội của mình, YouTube, Facebook, TikTok, Nguyễn Duy cũng đều lên hết những cái thông tin bất động sản. Có rất là nhiều anh chị xem kênh hỏi là em có nhiêu đó tiền, tầm giá vậy vậy vậy, anh có đất chỗ khu nào thì đó. Mỗi người là một nhu cầu khác nhau, có người cần nhà, có người cần đất thổ cư, còn có người chỉ đơn giản là cần một lô đất để đầu tư mà giá nó thấp cho vừa túi tiền. Tại vì bắt đầu vô bất động sản tức là không phải ai cũng được cái đồng tiền lớn lên, mình cũng phải đi từ nhỏ tới lớn. Tất cả những cái con bò đều bắt đầu từ những con bê. Thì lâu lâu Nguyễn Duy có được đất mà tầm giá chỉ có 39 triệu mét, mặt đường bê tông dày, thì cũng phải đi đến tận nơi nè anh chị, thấy không, trong xóm nhà sát khu dân cư dày, đi ra thành phố Tây Ninh thì quá gần, mà có sao quay vậy nha. Đường thì rộng nè, bước xuống đây khô ráo, lội thẳng vô trong đây luôn đó. Nguyễn Duy thích là bay flycam lên diễn giải bản đồ để chi, xung quanh nó có yếu tố gì, tiềm năng nó như thế nào. Anh chị mình ngồi ở nhà cầm điện thoại cùng với người thân, vợ chồng mình coi kỹ hết tất cả mọi thông tin đó, thấy hợp lý không? Giá có, diện tích có, rõ ràng chi tiết, rồi số điện thoại chính chủ, rồi cái link định vị của lô đất này nè, Nguyễn Duy để trong phần mô tả luôn. Anh chị mình lái xe hơi tới cái rét đậu ngay chỗ cái đường này đó, thích cái lô nào coi kỹ. Như vậy là Nguyễn Duy đã quay từ trưa, từ lúc nắng gắt cho tới chiều, nơi mà mặt trời hoàng hôn rớt xuống gần cái ngọn cây rồi. Bản đồ quy hoạch là nó mở cái đường dọc theo hàng rào này nè,
dọc theo cái hàng cọc này nè, mở một cái đường là nối từ cái đầu đường này, cái đường dọc này nè, là sổ thẳng vô đây luôn, thẳng xéo qua bên kia, thành ra là đất này, cái miếng đầu này nè, nó ra là ba mặt tiền á. Nhưng mà cái đó là trên quy hoạch giấy tờ thôi, thì cho nên rằng là tính ra là nó sẽ còn sớt lại mình là ba mấy, thì tính tiền ba mấy đó thôi đó, 69 triệu một mét nhân cho ba mấy. Và mấy cái miếng này cũng vậy nha, miếng này á là cái miếng số 12 nó rẻ nhất, là tại vì cái mặt đường bê tông nó ngang 18, diện tích linh hoạt mà, công 2, cái miếng đầu nè công 7, miếng đó công 2, rồi miếng 13 đó ngang 24, một công 7, rồi cái miếng cuối cùng kia đó ngang 40, đó là cũng cũng một công mấy nữa đó. Thì cái thứ tự tính tiền nè, cái đầu tiên này là nó gần dân nhất nè ha, thì như vậy là 69 triệu mét. Hai cái miếng ở giữa đó là ngang 18 với ngang 24 á, là nhân lên là nhân 39 triệu một mét. Còn cái miếng dưới kia đó là 40, mình nhân cho 45 triệu một mét ngang. Như vậy là ra cái số tiền của bốn cái lô còn lại này. Nguyễn Duy nói chân thành, cái này trao đổi ở ngoài mình biết rồi, anh phát này không phải là mùa này còn có bốn lô cuối cùng mà rẻ tiền không à, thành ra cũng không có gì gọi là thốn hết nha. Cái này là Nguyễn Duy trao đổi ngoài, chẳng qua là gì, 20 ngày bán hết 16 rồi, thành ra rằng là còn bốn lô cuối cùng thì anh chị mình thấy nó hợp lý được, thì anh chị vô mua ấp Cày Xiên, xã Đồng Khởi, Châu Thành, Tây Ninh. Nếu mà còn có bốn lô là tỷ lệ là cũng xong hết rồi, thành ra nếu mà nói là chủ này là thốn quá hay là ngợp mùa này bán không được thì không phải, chỉ còn có bốn lô cuối cùng thôi mà. Nhưng mà thật sự là muốn xong để ăn Tết, tại vì anh này ảnh còn mấy cái khu bên kia nữa, đã trao đổi với Nguyễn Duy tiếp tục quay cho cái đợt sau này. Nguyễn Duy không có thời gian, không có lịch để xếp lịch xong là quay lên cho anh chị, nhưng mà lâu lâu Nguyễn Duy khoái quay chỗ này, đơn giản là vì cái tổng tiền nó rẻ cho anh chị mình, là người nào vô là ngay đầu tiên luôn á, mà cái gì cũng xong xuôi hết rồi, thành ra nó tiện cho mình đậu xe hơi tới tận nơi luôn. Anh chị mình cảm thấy được thì cứ vô cái chỗ này. Tính ra cái miếng số 12 đó là Nguyễn Duy thấy đã nhất, là có 600 mấy chục triệu, ngang 18, 1.200 mét vuông hơn đó, sát bên dân cư như vậy, cái đèn đường cũng có rồi, nó hiệu quả thì được. Nhất là sao, để chờ để 11 mình chuyển mục đích, thì đó chính là cái lúc mà mình có thể làm được cái bất động sản nó lên cái tiềm năng và tăng giá trị nó là như vậy nha. Ngay cả cái con đường bê tông này nó rộng rãi vậy, bởi vậy trẻ con nè, mấy đứa học sinh chạy xe điện buổi chiều, anh chị mình cũng vậy đó, đi theo cái link định vị mà Nguyễn Duy để trong cái phần mô tả của chính cái video này, xong anh chị đậu xe hơi cái rác thì anh chị mình y như là cái chỗ này nó cũng đông vui, mấy đứa nít để thích chạy vậy, thì Nguyễn Duy cũng có niềm hạnh phúc giống vậy, tức là được đi ra thực địa quay cho cộng đồng của mình những cái thông tin chính xác, bay máy bay, vẽ bản đồ vệ tinh định vị để cung cấp cho ai ngồi ở nhà xem bất động sản khỏi cái đi nắng đi mưa như Nguyễn Duy. Tại vì Nguyễn Duy làm nghề vậy là làm video thì có tiền công, sự nghiệp thì phải làm thôi. Như vậy thì chỉ mong muốn được bấm cái nút đăng ký, bấm cái nút chuông bên cạnh đó là ủng hộ động lực để cho Nguyễn Duy kênh nào cũng xuất hiện, TikTok, Facebook, YouTube, cái chỗ nào cũng vậy, để mỗi ngày để đi quay bất động sản cho anh chị nha. Em chuyên đứng đằng sau thành công của người khác. Năm mới nên em quyết góp mặt với đời để phục vụ cho anh em giải trí, đem nụ cười anh em vừa ý, rồi sắm tiền comment khen một tí để em nó có thêm nguồn đồng tiền. Nguyễn Duy.